em có định là em bớt hướng nội hơn không? Em nghĩ rằng qua thời gian thì em sẽ quen với cái việc là mình hướng ra ngoài nhiều hơn. Nhưng mà chuyện về ví dụ như đời tư hay tình cảm thì em không control được. Thì em cũng muốn yêu lắm mà, nhưng mà đâu có ai yêu em đâu, thì giờ sao, đâu có gì để mà bàn tán đâu. Đó, cho nên là cứ vậy thôi. Em cứ làm nhạc thôi, rất vô tư hồn nhiên. Làm nhạc thôi rồi mai mốt rồi cái gì nó tới thì nó tới à. Mà do em kén là do không ai? Không ai. Em không kén. Là tối ngày em ở trong nhà không, em không ra ngoài nữa. Em cũng có đi ra ngoài, em ăn em uống, em đi chơi đồ đó mà, nhưng mà cũng có. Em nghĩ ra là nó... Là tới giờ là có mấy mối tình nhất dài rồi hay là bốn mà chị có bốn thôi. Hiện tại tình trạng sao? Cái gì trơn trắng xong độc thân. Mối tình cuối cùng luôn rồi. Mối tình cuối cùng là từ hồi nào vậy? Dạ. Mối tình cuối cùng của em là mối tình cuối cùng của em là từ đầu năm nay. Bao lâu diễn ra? Diễn ra cũng mấy tháng rồi nó đứt. Là do em nghĩ là do em là một nghệ sĩ, sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ khiến cho em không hiểu được tình cảm hay là sao? Hồi đó em cũng có một những cái suy đoán như vậy nha, là có khi nào là tại vì mình đã chọn cái nghề này để nên mình đánh đổi hạnh phúc của mình hay không, nhưng mà nghĩ lại thì không, đơn giản là tại vì lâu đó em cũng hơi hàm hạ một xíu, xong rồi ở bên kia người ta cũng hơi hàm hạ một xíu, như là những cái hạm nó không chịu được nhau, thế là nó được vậy thôi. Có thể kể cụ thể cái hàm hạ của em được không? Thì em cũng sáng nắng chiều nghỉ tối rồi lâm râm, tính nó thì cũng thất thường, yeah. Rồi kiểu sao ta, em hơi khó đoán một xíu, là bình thường em sẽ đơ ra không có hay tỏ ra cái gì hết, cho nên là có lẽ là cái người đó người ta không có hiểu được em. Vậy sao không cho người ta hiểu em đi? Rồi em cho quá trời luôn mà, nhưng mà người ta không chịu. Đó, cho nên là thế thôi. Em muốn được lòng lắm. Em là người xinh yêu, em là người yêu cô. Em có lụy tận không? Lụy nha, lụy đó. Lụy sao không? Lụy là... Ủa hẻm nhưng mà lụy cũng không có gì đâu. Tức là vì lụy cho nên mình sẽ có những cái mà nó toxic, người ta chịu không có được. Nhiều khi trong tình cảm thì người ta lại muốn bay nhảy, muốn tự do, muốn không bị kiểm soát. Còn bản thân em thì có những lúc mình lại có thể là cái thời điểm đó mình bị quan tâm thái quá tới người ta, hay là có những cái điều mà mình muốn thay đổi với người ta mà người ta không muốn thay đổi thì vậy đó. Dạ. Thì yêu vô tiêu chuẩn, người yêu của em là gì? Bây giờ nói chung là con trai là được. Còn bây giờ em không biết tiêu chuẩn của em là gì nữa. Hồi xưa tiêu chuẩn của em là em cứ lấy hình idol K-pop ra, xong rồi em thả điều ước vào vũ trụ. Bài xong bài rồi cái tên idol K-pop. Bài cái tên idol K-pop. Dạ, ví dụ như là Trung Quốc nè. Trung Quốc nè, ha, Park Soo Joon nè đó. Xong rồi em thả vô vũ trụ, xong rồi sẽ có người thì kiểu có đôi mắt của anh này, xong rồi có cặp mũi của anh kia, có cái mũi của anh kia, kiểu như thế. Vậy là bốn người yêu mà trước đây của em á, nó có tả tả giống như ông Hàn Quốc không? Dạ không ai giống hết trơn. Giống kiểu giống cặp chân mày, giống cái lông mi rồi đó, chứ nó không có giống lắm. Thì mỗi người một vẻ thôi, cho nên là hiện tại tới bây giờ thì để nói về tình yêu của em á, thì nó em lại quay trở về con số 0, là em không có biết gì về nó hết. Em có sử dụng app hẹn hò? Dạ đâu cũng được. Đâu được xài. Tạo app cho nó mình xài. Được à? Một cái app xài app hẹn hò thôi. Để tìm gà hẹn hò với những người nào đó mới hợp tính. Hồi xưa em cũng có thử nha. Xưa là em cũng có thử là tại... Trời, kể gì được. Là hồi xưa em cũng có một cái lúc mà em chán quá, em không biết làm gì hết. Thế là em mới hỏi Hoàng Dũng là chỉ xài Tinder đi, không biết xài. Xong cái Hoàng Dũng mới kêu là bây giờ tạo một cái app clone đi, xong rồi viết profile giả hết đi, rồi xong rồi chụp cái mình thôi, đừng có chụp cái đầu, chụp cái mình quăng lên. Thì em không chọn lọc, em cứ quẹt hết đi coi nó dính được bao nhiêu người, thì cũng nhiều người. Xong cái em match được một bạn rồi xong cái em mới
hẹn bạn đó là đi ra cà phê ngồi nói chuyện. Thì xong rồi bữa đó em còn rất là cẩn thận là em không có makeup nữa, em để mặt mộc thôi, để em nghĩ rằng là chắc là sẽ khác lắm, do trong hình lắm cho nên là bạn đó sẽ không nhận ra em đâu. Thì ra đó rồi thì em gặp bạn đó nói chuyện một hồi xong cái em thấy cũng không hợp lắm, không hợp cả cho lắm, cho nên là em cáo từ em đi về. Thì bạn nó mới, lúc đi về thì bạn nó mới gửi cho em cái link MV nhạc Tết mà quảng cáo mà em đóng, xong rồi gửi cho em cái link đó, xong rồi ghi là em đây hả, cái em xóa app luôn. Sợ vì sao? Sợ dạ vì sao em sợ? Không biết nữa, em không biết là trong lúc nói chuyện em có nói điều gì thật lòng bạn đó không. Em xóa luôn, coi như là em sợ người ta nhận em là một nghệ sĩ hay sao? Anh là vậy đúng rồi. Em đi mốt kìa. Vậy sau những cái lần hẹn hò đó thì Cam có thay đổi cái cách yêu không? Sau đó thì em cũng rất là lâu sau em mới có một người yêu khác. Thì thật ra những cái mối quan hệ của em thì nó không phải là những người trong ngành, mà là sẽ là những cái người mà từ bạn bè của em lên thành bạn, thành người yêu. Thì nói chung là cũng phải là những cái người tiếp xúc mình một thời gian khá là lâu thì em mới nảy sinh tình cảm với người ta. Những mối quan hệ nó nhanh quá thì em thì không thành được. Bây giờ cái dòng quan hệ mà những người đã lâu đó là hết rồi đúng không? Mình cạn kiệt rồi đúng không? Tại thì tức là sao ta, cũng không hẳn là em ấy quá mà người ta không có kiếm hay không, chị tức là nó cũng có, nhưng mà em suy nghĩ là bây giờ mình cũng đang rất là may mắn trong sự nghiệp, mình có The Masked Singer, mình có này có kia, mình đang có một cái cơ hội rất là lớn. Thì em cứ ngồi tính đó, cái thời gian biểu của em thì thời gian mà đi hát, đi chạy show rồi đi làm album mới hết thời gian luôn, không có thời gian nào mà để mình chăm sóc hay là mình đi chơi với người ta. Cho nên chắc là thôi, hẹn lúc khác khi em dạo hơn xíu. 60 không, anh 60 là lúc đó là rụng răng, không có làm ăn được gì hết. Cái đó là người yêu cũ thôi. Anh biết tại sao mà chúng ta lại gặp nhau năm 60 không? Tại vì là năm 60 là lúc đó là chúng ta đã hết hơi rồi, chúng ta đã quá mệt rồi. Thì ngày xưa chúng ta có giận dỗi gì nhau, có thù hằn gì nhau, thì lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể cười trừ và bỏ qua thôi, chứ chúng ta không đánh nhau được nữa, đúng không? Cái ca khúc đó viết cho mối tình thứ mấy? Ca khúc đó là viết cho mối tình thứ ba của em. Có bao nhiêu phần trăm được cả? Sao anh? Có nghĩa là câu chuyện mà hình ảnh trong MV đó, có bao nhiêu phần trăm là lấy từ cuộc thực tế của em? Biết mà biết mình có hư cấu không? Đó là cái hình ảnh mà trong cái MV đó là kiểu nó là một cái sự luân hồi lặp đi lặp lại. Câu chuyện riêng của em để mà viết nên bài hát đó thì nó hơi suy, chuyện đó nó hơi suy quá. Thì lúc mà em chia sẻ trên The Masked Singer thì em cũng đi ai giảm đi rất là nhiều rồi. Thật ra trong cái quá trình mà mình yêu thương mỗi người nào đó mà bản thân mình, cái tâm lý mình chưa ổn, người đó cũng chưa ổn luôn, thì là sẽ gây ra rất là nhiều cái sự tiêu cực, cái sự độc hại. Và cái sự độc hại đó trong cái mối quan hệ đó thật sự tới bây giờ vẫn còn rất là ám ảnh đối với em. Nhưng mà qua hết rồi thì mình cái điều mà em còn có thể cảm nhận được đó là cái sự em chỉ thương người đó, cảm thấy thương. Vì rất là vừa thương người đó là người đó đã có cái kiên nhẫn để mà ở với mình qua cái thời gian đó, và còn cảm thấy thương người đó bởi vì lại dính phải mình nữa. Suy một người suy bây giờ thấy hai người suy. Thôi mình tách nhờ ra, tách nhờ. Sao em nói là phải đợi tới lúc em giàu lên thì em mới yêu nữa. Dạ. Tại vì bây giờ là em còn nhiều người để lo quá. Em lo cho gia đình, em lo cho em trai em. Cho nên là em cứ đi hát, đi kiếm tiền. Em còn phải làm nhà nữa. Làm nhà cũng tiền lắm chị. Chị tưởng làm nhà không tốn tiền hả? Tốn tiền lắm. Làm nhà tốn tiền nha. Xong rồi làm sao cây cũng tốn tiền nữa. Nói chung là làm nghệ sĩ là một cái sự mọi người nghĩ là rất là sướng, thật ra là
cũng gì cũng xuống thiệt, kiếm tiền nhưng mà cũng chi rất là nhiều, chi tiền cũng rất là nhiều, cho nên bây giờ thì thời buổi này cũng khá là khó khăn, không có xin được nhiều tài trợ thì em phải làm việc nó chăm chỉ hơn ngày trước nhiều chứ, cho nên là thời gian của em nó cũng hơi ít để mà em quan tâm được cho những cái đời sống tình cảm của mình. Nãy em nói câu chuyện làm nhà thì hiện tại là em cũng dạ. Em nói câu chuyện mà làm nhà của em á là em chưa có mua nhà riêng cho mình hay sao? Dạ đúng rồi, em ở nhà thuê mà. Và mục tiêu đó sẽ thực hiện được khi nào? Thật ra thì em nghĩ cái chuyện nhà cửa nó cũng là một cái mục tiêu lâu dài á, cho nên là bản thân bây giờ em cũng hy vọng rằng là đâu đó năm sau hay năm sau nữa gì đó mình có thể làm được điều đó. Thật ra cái mục tiêu của em chưa là ở đó từ trước rồi đó, em còn em tại vì em ngày xưa là em cũng bị áp lực vì độc trang lứa nữa, tại em thấy xung quanh em có nhà xe rất là kiểu khủng khiếp rồi thì tại sao mình chưa có cái điều đó. Nhưng mà bây giờ em thoải mái hơn, em nghĩ rằng là vật chất của mình nó sẽ tới một lúc nào đó thôi, chứ ông trời cũng không có đậy mình khổ tới cỡ đó đâu, mà mình không có cái gì để mà đắp cho bản thân mình sau từng ấy thời gian mình hoạt động được. Mà những cái sản phẩm của em nó được đầu tư hơn, nó được chăm chút hơn thì mình thấy cái điều đó là mình vui chứ. Ủa cảm ơn, em có xem chị đẹp trọng giáo đã sống không? Em thích chị đẹp nào? Em coi TikTok à? Coi TikTok, lại với lại em coi khách ở trên YouTube cầm full show thì dạo này em hơi bận nên không có coi nhiều. Để coi chị đẹp nào. Hồi đó em thích chị Nguyên Hà, tại em thấy chị đó cái tính chị giống em. Là đơ hướng nội, siêu hướng nội á. Không biết là chị Nguyên Hà có được cứu không? Chưa biết. Năm sau mà nếu năm một lời mời cho em tham gia chị đẹp, em cũng tham gia. Trời ơi, chưa tới 30 tuổi luôn á. Em cũng đợi lắm, nhưng mà không biết lúc đó chương trình còn làm không thôi. Thì cũng lâu mà. Đúng không? Nở năm sau ta đổi luật cho má. Có hả? Ừ, đủ tuổi là mày vô. Năm sau thì 27 là vô rồi. Chứ Việt Nam hết người. Năm sau là nam mà cái đồ. Trời ơi, nam với nữ đấu với nhau thôi mệt quá. Sức đầu mẻ chán. Em hỏi gì nha. Hồi bữa trước anh thấy anh nghe đầu là người ta trên mạng người ta nói cam là lesbian á. Thì không biết cái nào. Cái gì đồng nói là em ở chung với Bù Cát Tường cho nên fan Bù Cát Tường không nhận ra là giọng em hay giọng Bù Cát Tường. Dạ, em ế thiệt. Em ế thiệt nhưng mà đừng có gieo cái tiếng là lé biên nữa, thích con trai đúng không? Thì lâu lâu cũng thấy gái đẹp thiệt, nhưng mà là không chưa quen con gái, biết đâu trong tương lai thì là lỡ cong quẹo thì là sẽ nói với mọi người. Giờ là vẫn còn thẳng lắm. Giờ là vẫn còn đu xuống cút đồ đúng không? Giờ còn lấy trai lắm. Chưa đầu thai được. Năm sau nó có lời khuyên cho đội bác sinh là mùa 3 thì Cam sẽ khuyên gì? Đó mùa 3 cái gì vậy? Chọc cái miệng trời đất ơi. Khuyên gì Cam, khuyên gì để đang coi nè. Khuyên là làm mascot nhẹ thôi. Bố em bố bị ký mascot nhẹ thôi để tại vì Cam nghĩ rằng là ngoài giọng hát thì sẽ có những mascot người ta muốn làm nhiều thứ, ví dụ như múa lửa hay là nhào lộn hay là đu cột gì đó thì năm sau chúng ta linh hoạt hơn. Có những bộ mascot. À đúng rồi, tôi thắc mắc là tại sao mà trong chương trình chưa có làm mấy cái hình dạng mà kiểu như cái ly hay là cái đèn chùm hay là kiểu đó. Năm sau đi tìm thiết kế đi. Ừ. Vậy thôi mà vô mà thấy cái ý kiến của mình đông đông đi. Năm sau chưa có làm. Làm bằng cam cam. Năm sau em sẽ làm cái mascot orang. Cái chai cao xong rồi vàng, hai mắt. Sao mùa này em không đề xuất luôn? Dạ. Sao mùa này em không đề xuất? Là em hát giọng em rớt luôn. Em đoán được liền. Nó hát tiếng anh càng mặt lắm. Giờ khi người ta không cắt luôn. Mọi người
Chị muốn không? Chị muốn không? Chị muốn. Hãy còn cứng giờ chị muốn rồi đó. Giờ. Ba người đâu? Chị đâu có mời đâu. Thì mà cũng thăng kỳ bạc tiên đó. Đâu cũng có theo dõi chút đỉnh. Em thấy chị Diệu Nhi với chị Ninh Dương Lan Ngọc ai hát hay hơn? Dạ, họ khó. Dạ hơn này trong bốn chị Đại, Thu Phương, Hồng Nhung, Mỹ Linh với lại Lệ Quyên á, thì là Cam thích chị Đại nào nhất? Lệ Quyên, Thu Phương, Hồng Nhung, Mỹ Linh. Mỹ Linh, thích chị Mỹ Linh nhất, tại hát với chị Mỹ Linh rồi. Đây nè, ba chị kia không không hát được, không thích. Không phải không thích mà lại không thích bạn. Ủa nó gà gà dữ. Tối chị Lệ Quyên lên sạch út. Con nói chung là Cam có sao nói vậy thôi. Tại vì mấy chị kia Cam xem qua màn hình thì chị nào cũng có một cái nét gì đó dễ thương. Nhưng mà tại vì mình đã tiếp xúc với cô Mỹ Linh ở ngoài rồi thì thấy cô kiểu gì á cô. Cô sao ta? Để nói cho nó hay coi là cô là giống như là một cái người mà ở đó. Ở đó là có lý do. Hiểu không? Tức là mình qua cái show này, tức là trước là mình tiếp xúc với cô Mỹ Linh á thì mình thấy là cô Mỹ Linh rất là có một cái năng lượng người mẹ. Cũng khá là rất là bao bọc á. Thì qua cái show này xem những cái cách mà cô ứng xử hay là cô giao lưu với những chị đẹp khác á thì lại càng thấy được là cô ở cái vị trí của cô là bây giờ là có lý do hết. Go Mỹ Linh, tìm Mỹ Linh. Nếu mà Cam dự đoán là 7 cái nghệ sĩ sẽ thành đoàn á, tức là 7 nghệ sĩ đứng sau cùng á, thì đó sẽ là những cái tên nào? Trời ơi nhiều quá vậy, 7 người lận hả? BTS hả? 7 người lận. Em giữ mua sụn em gửi thế em rất là gửi thẳng luôn cho fan BTS. Được rồi, giờ coi chắc là đầu tiên là phải có chị Trang Pháp, cô Mỹ Linh. Ủa nhưng mà nó có vị trí rồi không? Main vocal chỉ có một chữ nhớ cao nhất thôi mà bạn gửi đây. Dự đoán hả? Dự đoán ta mà giờ đoán sao đoán chứ. Anh Tú hả? À để coi Mỹ là chị Trang Pháp nè, cô Mỹ Linh nè. Em không nhớ danh sách nữa. À chị Huyền Baby. Bizua. Chị Em Ly hả? Chị Em Ly Men Dancer. Chị nãy giờ có chị nào hát chị? À có chị Linh rồi. Chị Trang Pháp là cũng hát rồi. Ráp đi, ráp. Ai ráp ta? Chị em nghĩ rằng chị Henia sẽ là một cái nhân tố rất là hút fan. Chị Ninh Dương Lan Ngọc là super visual. Là có kết quả rồi hả? Ồ, lick đi. Ai nữa nhỉ? Còn một người cuối cùng thôi. Nếu như chị Nguyên Hà được quay trở về, xin hãy dạ manifest một slot cho chị Nguyên Hà. Tình yêu mù quáng. Vậy nếu mà Cam muốn ca mà thành lập nhóm nhạc bảy người thì Cam muốn những thành viên nào? Mình đi á. Cam có nhóm nhạc bảy cho đi một hồi. Cam phát lên cái gì cam mang visa đúng rồi, cái quả đúng rồi. Ai ta? 6 ca sĩ nữ cùng với Cam. Nam nữ được. Nam nữ đi. Nam nữ rồi. Eric Men Dancer. Tái đi biêu. Ai nữa nhỉ? Eric rồi nè, Aaron Eric nè.
Lil Grace. Lil Grace. Mỹ Anh đi. Chân Mỹ Anh nó bè. Nó bè hay lắm. Không biết là nó dựng bè. Sao mà tại lên. Tiếp tục. Chúng ta có tại lên chưa nhỉ? Lên chưa? Có Lil Ray à. Thôi tại lên nữa luôn đi. Tại thích tại lên thôi. Ai vậy? Chúng nhập chiều nhớ chúng ha. À, chúng ta sẽ có thêm một người nữa là Mendance, Talent nhảy. Main rap, main visual. Main visual là em. Đúng không ạ? Main vocal. Vocal là quên mục tiêu của ai rồi? Mỹ Anh Eric. Rồi còn hai người nữa đúng không ạ? Hai người nữa. Hai người nữa. Hiếu thứ hai. Tỷ thích vậy thôi. À người cuối cùng là Ren Evan. Cái nhạc chị Nguyễn Hà nhạc vô. Chị Nguyễn Hà nhóm kia rồi. Chị Nguyễn Hà trong nhóm chị đẹp. Nhóm kia là nhóm của chương trình mà dự đoán. Nhóm này là nhóm nhạc trình riêng cho bà. Ủa vậy hả? Vậy bà bỏ một người đi. Không, một rừng không thể có hai hổ. Chỉ là một người hướng nội thôi là đã đủ quá sức chịu đựng của người khác rồi. Không thể có hai người được. Mấy người còn lại không biết. Thôi đừng gài nó không hiểu. Năm nay năm nhạc mai là ảm đạn hay là đâu, cái năm nay thăng hoa quá trời mà. Không có ảnh đàn đúng không? Trời ơi, vậy là cái này không biết từ kia rồi. Mày đi gài con đó rồi. Ủa nó phải không? Nhìn thấy gì vậy? Thầy của cái mày đó là năm nay đây. Không, em thấy năm nay sôi động mà. Nhưng mà ông nói là ảnh đàn ổng đàn. Ông nói là ảnh đàn như đường tình duyên của ổng. Ủa, tình duyên liên quan gì tới âm nhạc? Chắc mày không hát tại ổng. Ước mơ là mua được một cái nhà cho ba mẹ. Bên hàng giúp lấy. Nói chung là một cái nhà đó, không biết to nhỏ sao nhưng cái nhà đó. Nhiều tiền quá. Lego là khó mua. Nhà 10 tỷ gì được. Ít lại không? Ít lại thôi. Cái mục tiêu của em nó cũng khá là nhỏ đó. Chứ nó em tại vì em suy nghĩ là ba mẹ em cũng già đi rồi mà bây giờ mình hướng tới một cái gì nó bự quá thì nó lâu. Em hỏi giữa việc là em đầu tư mua một căn nhà bây giờ đầu cái xây dựng đó để làm sản phẩm mà hy vọng nó sẽ thích để tôi chọn gì? Hiện tại thì em vẫn chọn là sản phẩm căn nhà, đó là lý do mà em chưa mua được gì hết cho bản thân. Món đồ đắt nhất mà ca từng mua cho bản thân là món gì? Cái gì là cầm cái cầm. Ủa, cái gì vậy? Tự nhiên là chỉ cầm, tôi tưởng là ê giờ tôi là chỉ có mũi đó. Không, cái mũi rẻ à, mũi này có 30 thôi. Cái gì? Trời ơi, lên TikTok đó bà. TikTok đó bà. Lên TikTok đó, lát người ta tìm địa chỉ là mũi á bà. Giờ để tôi vô comment cho. Tôi là chung chỗ á bà. Coi cái gì đắt nhất mà từng mua ta. Đắt nhất từng mua là một cái suất trị liệu da dành cho má. Nhiêu tiền? Cũng mấy chục triệu. Đắt nhất cho bản thân em thì không phải cái cầm, tức kia. Không phải cái cầm. Cái gì ta? Người đó khác mà ta không dám chỉ á. Nãy kêu tìm được ốc hình body đó.